Xin kính chào quý vị các bạn yêu quý của Lộc. Thì hôm nay là một cái video mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Chúa là Đức Chúa Trời. Thì thực ra thì có rất nhiều người bây giờ là hoang mang kiến thức về Đức Chúa Trời đấy, họ không nắm rõ thì Đức Chúa Trời thật sự là ai, Ngài thật sự là đấng như thế nào. Và họ luôn lại nhầm tưởng rằng có Đức Chúa Trời Cha và có Đức Chúa Trời Mẹ. Thì thực ra trong một góc độ nào đó, chúng ta luôn luôn hiểu Đức Chúa Trời theo cách của con người hiểu. Nhưng mà chúng ta dùng cái cách của con người mà để hiểu một đấng thần linh ấy, thì chúng ta sẽ không thể bứt phá được và đến được với Chúa. Thì thực ra thì mình muốn chia sẻ cái điều này cho tất cả các bạn, là những người muốn khao khát tìm hiểu đến chân lý, muốn tìm hiểu đến sự thật, lẽ thật, Đức Chúa Trời là ai. Thì các bạn hãy đặt mình vào vị thế đó là Đức Chúa Trời, là đấng thần linh, là Chúa của các tầng trời, là đấng tạo dựng nên trời và đất. Ngài không phải là một nhân vật hay là một đối tượng có xác thịt, có thể chất như con người, có giới hạn như con người. Và chúng ta đừng suy nghĩ Chúa giống giống như con người và chúng ta nghĩ Ngài theo cách đó. Thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn không thể dùng cái bộ não của các bạn để có thể hình dung và tưởng tượng về Đức Chúa Trời được, vì Đức Chúa Trời còn lớn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng được. Bạn có thể tưởng tượng về Đức Chúa Trời như thế nào thì Ngài còn lớn hơn cái điều mà bạn đang tưởng tượng, nó gấp trăm gấp nghìn lần như vậy, là các bạn không thể nào tưởng tượng hết về Đức Chúa Trời được. Thì đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì có một số bạn đã nói với mình, hỏi câu thứ nhất đó là có Đức Chúa Trời Mẹ hay không. Thì là cũng sẽ nói thật với các bạn là Đức Chúa Trời là chỉ có một và thật. Ngài là đấng hằng hữu, Ngài đấng hằng có và tồn tại trên đời, Ngài chỉ có một thôi. Thì có nghĩa là chỉ có một Đức Chúa Trời. Ở đây, thế thì chúng ta sẽ không nói về giới tính của Chúa, bởi vì tất cả những tín đồ, những thánh đồ, những sứ đồ ngày xưa đều tin rằng Đức Chúa Trời là không có giới tính. Thực ra không phải là Ngài không có giới tính thì có nghĩa là Ngài là đồng tính luyến ái, không phải. Mà ở đây là Đức Chúa Trời là thần linh, Đức Chúa Trời là thần linh và chúng ta sẽ không đề cập đến việc giới tính của Ngài. Và tất nhiên rồi, chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Và Đức Chúa Trời là thần linh, Ngài không có nhu cầu về thể dục, thể xác, tình dục, dục vọng. Ngài không có thể dục của nam nữ, Ngài không có phân biệt nam và nữ. Ngài là không có giới tính. Vì Ngài là thần linh, cái điều này nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ không hiểu được. Bởi vì chúng ta, cái bộ não con người đấy, ta chỉ hiểu được là loài người có nam và có nữ thì thần linh cũng phải như vậy. Không, chúng ta không được áp dụng cái điều này cho Chúa. Và không có nghĩa là Chúa là không có giới tính thì Ngài là lưỡng tính, hay là Ngài là Ngài không có giới tính là không có thôi nhé. Không phải là lưỡng tính, Chúa không phải là đồng tính như này, mà chúng ta sẽ không nói về thần linh theo cách con người, mà thần linh như Chúa là Ngài không có giới tính. Ở đây chúng ta sẽ thấy là trong các sách kinh thánh, trong sách kinh thánh thì đều dạy rằng chúng ta kêu Đức Chúa Trời là cha, có nghĩa là người nam, đúng không? Chúng ta nghĩ về hình ảnh người cha thì có nghĩa là người nam, đúng không? Chúng ta thường nghĩ như vậy, và đôi khi chúng ta cũng suy luận lên này là Đức Chúa Trời tạo ra Adam là người nam trước, thì có nghĩa là Chúa tạo loài người theo hình tượng Ngài, đúng không? Theo hình ảnh của Ngài thì Ngài có người nam và người nữ, thì Ngài lại tạo dựng người nam trước. Và nhiều người luôn bỏ cái điều đó mà nghĩ rằng Chúa là Đức Chúa Trời là có giới tính nam. Nhưng mà đọc khẳng định lại với các bạn là chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha với cái nguyên tắc đó là Ngài đấng sinh thành, Ngài đấng tạo dựng, Ngài đấng sinh ra mọi loài và sinh ra chúng ta. Cha ở đây có nghĩa là sự sinh ra, Ngài làm cái việc đó là sự sáng tạo, sự sinh ra của Ngài, thì chúng ta gọi là cha ở cái nghĩa như đó, chứ không phải là nghĩa giới tính, không phải là nghĩa giới tính mà là nghĩa nghĩa của sự sinh ra, tạo ra chúng ta. Thế vậy tại sao ta không gọi Chúa là Đức Trời Mẹ mà lại gọi Đức Chúa là Đức Trời Cha? Thì Lộc nghĩ rằng cái sự tạo dựng nó mang cái tính chất về người cha hiểu hơn, còn cái người mẹ mang tính chất sinh thành. Thì thực ra ở đây là người ta không gọi Chúa là Đức Trời Mẹ ở cái tính chất là tính chất sinh thành, tính chất tạo dựng của Chúa là Đức Trời là đấng tạo hóa, chứ không phải là Chúa là đấng sinh nở, mà là Chúa là đấng tạo hóa. Đấy, cái mang tính chất chữ cha là như vậy, người ta gọi Đức Trời là cha là như vậy. Và chúng ta cũng không gọi mẹ và chúng ta không gọi Đức Chúa Trời Mẹ, bởi vì là thực ra Chúa không có giới tính. Nếu như mà chúng ta gọi Chúa là Đức Trời Mẹ thì người ta càng hiểu nhầm là có Đức Chúa Trời Mẹ, thế càng cái sự hiểu nhầm nó càng lớn hơn, thì chúng ta không gọi Đức Chúa Trời Mẹ để cái sự hiểu nhầm nó bớt đi. Và thực ra thì chúng ta chỉ gọi Chúa là Đức Chúa Trời,
Đấy, là đấng hằng hữu, và chúng ta gọi ngài là cha theo cái cách mà Chúa Giêsu đã gọi Đức Chúa Trời là cha, bởi vì Đức Giêsu sinh ra bởi sự hoài tai của Đức Chúa Thánh Linh, tức là bởi thần của Đức Chúa Trời, và Đức Giêsu bởi Thánh Linh mà gọi Đức Chúa Trời là cha, và ngài cũng nói là hễ ai tin vào sự chết của Chúa Giêsu, tức là tin ta đó, thì sẽ đến được với cha, ngài cũng nói như vậy, và được ban cho quyền phép gọi Đức Trời là cha, như ngài gọi Đức Trời là cha. Đó, cha là mang tính chất tạo dựng như vậy, thế là chúng ta sẽ hiểu như vậy nhé. Chúa chỉ có một thôi, và chúng ta gọi ngài là cha với cái nghĩa là tạo thành cha, chứ không phải là nghĩa về giới tính các bạn nhé. Đấy thì chia sẻ như vậy để cho các bạn có thể hình dung và hiểu được. Đấy là về vấn đề thứ nhất là nói về Đức Trời, là về mặt giới tính của ngài. Thì hy vọng là các bạn sẽ không hiểu ngài theo cách mà chúng ta hiểu con người, tức là không dùng cách của con người để hiểu một đấng thần linh nhá. Điều thứ nhất. Và điều thứ hai, chúng ta sẽ không dùng cách của con người để hiểu đấng thần linh ở cái việc đó Đức Chúa Trời là có ba ngôi. Chúng ta thường hiểu là có ba Đức Chúa Trời, nhưng không phải là có ba Đức Chúa Trời mà chỉ có một thôi. Chúa Đức Chúa Trời có một và thật, Chúa là đấng hằng hữu, tự hữu và hằng hữu. Chúa là đấng tự có và hằng có, từ trước vô cùng cho đến đời đời không giờ hư mất, là chỉ có ngài, và ngài có ba ngôi. Ngôi ở đây sẽ là có Đức Chúa Cha, là ý muốn, là ý định, là dự định, là suy nghĩ, là ngôi đưa ra quyết định. Thế còn ngôi thứ hai là ngôi Đức Chúa Giêsu, ngôi Đức Chúa Giêsu, hay là ngôi của hành động, Đức Chúa hành động, hay là Đức Chúa của việc làm, Đức Chúa của sự thi hành, Đức Chúa của sự vâng lời, Đức Chúa của sự làm việc, đúng không? Và ngôi thứ ba là thần linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì cũng là một ngôi trong ba ngôi Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh sẽ ban sức mạnh, quyền năng, phép lạ, ban quyền phép, ban các phép nhiệm màu cho cho ngôi thứ hai là ngôi thi hành được hoàn thiện. Đấy là nói về Đức Thánh Linh. Thì cái việc Đức Chúa Trời ba ngôi là nó thật sự nó như thế nào thì chúng ta không thể hiểu hết được. Chúa Đức Chúa Trời có ba ngôi, đó là ngôi ra quyết định, ngôi thi hành quyết định, và ngôi thêm sức cho cái và ngôi thêm sức năng lực cho cái việc thi hành đó để hoàn thành cái quyết định của ngài. Thì đây là ba ngôi. Thì thực ra bây giờ chúng ta sẽ có là Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là ngôi hai của Đức Chúa Trời nhập thể làm người, nhập thể làm người, tức là ngôi hai Đức Chúa Trời nhập thể làm người lấy tên là Giêsu Christ, Đức Chúa Giêsu đã Giáng sinh, đúng không ạ? Thì là chính là Đức Chúa Trời nhập thể lại, tức là chính Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người, và tức là ngôi thứ hai đã giáng thế làm người. Và sau khi Chúa Giêsu chết đi và ngài sống lại thăng thiên về bên hữu Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, và ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay, thì cái điều này là chúng ta sẽ hiểu là Đức Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời, và vì chính là ngôi hai của Đức Chúa Trời nhập thể mà, và lại chính Chúa Giêsu cũng là lại xưng mình bằng Đức Chúa Trời và gọi Đức Chúa Trời là Cha, thì cái điều này cực kỳ là mầu nhiệm và khó hiểu cho chúng ta, và nó huyền nhiệm. Đó. Thì thực ra thì chúng ta không cần phải quá để ý đến cái điều này, bởi vì chúng ta không thể nào hiểu hết về Chúa được đâu, bởi vì Chúa là vô hạn và chúng ta là hữu hạn, chúng ta không thể lấy cái hữu hạn mà để hiểu cái vô hạn được, thì cho nên là chúng ta cứ hiểu hiểu là như vậy, là có một Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người, đã chết thay chúng ta, và chính Ngài đã làm điều đó. Thì chúng ta hiểu như vậy cho nó dễ. Còn cái việc mà Chúa là Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài thật sự ba ngôi nó hành động như nào, thật sự rõ ràng rõ nét như nào, thì chúng ta mang tính chất là cảm nhận thôi, chứ không thể dùng cái lý trí để hiểu hết được. Chúng ta có giới hạn về cái mặt lý trí mà, nhưng mà chúng ta có một tâm linh có thể cảm nhận được, thì nó khuyên các bạn là nên là như vậy. Thế còn về cái việc mà các bạn cứ cố gắng cãi nhau biện luận là Đức Thánh Linh là như thế này, hay là Đức Chúa Giêsu là thế kia, hay là điều này điều kia, thì chúng ta cũng không cần phải kết nghiệm gì, mà chúng ta đến với Chúa là để nhận sự cứu rỗi ở trên thập tự giá và sự sống lại, và sự sống lại trong sự sống đời đời, qua sự sống lại của Chúa Giêsu Christ đã phục sinh sau 3 ngày. Thì chúng ta tin về điều đó thôi, chúng ta còn để chứ còn để nhưng mà nói ra ấy, thì cái bộ não chúng ta nó không bao giờ nó hiểu hết được về Chúa đâu, không bao giờ hiểu hết được là Đức Chúa Trời thật sự là như thế nào. Ngài có cái ngài là thần linh thì là thần linh như thế nào, ba ngôi thì như thế nào, rồi là nếu các bạn có nghiên cứu khải huyền rồi về các ngọn lửa cháy, hay là lưỡi gươm trong miệng, hay là bất cứ một cái gì nó cái sự vinh hiển nào của Chúa, thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và giờ chúng ta phải về gặp Chúa thì chúng ta mới hiểu được.
Thế nào về chia sẻ về về Đức Chúa Trời ba ngôi nhé. Chúng ta chỉ biết là có một Đức Chúa Trời, có ba ngôi, đồng đẳng, đồng quyền, luôn luôn làm việc cùng với nhau, đồng nhất. Và ngôi hai đã thi hành một chức vụ, đó là giáng thế làm người, nhập thể làm người, và bây giờ đã thánh hóa cái thân thể đó, là thân thể của Đấng Christ, thân thể của Đức Chúa Jesus Christ đó, thánh hóa và trở về bên Ngài, bên hữu của Đức Chúa Trời, và ngồi đó cai trị. Chúng ta sẽ hiểu như vậy theo đúng cái kinh thánh đã viết như thế, còn chúng ta đừng cố gắng để hiểu những điều mầu nhiệm hơn và đừng suy luận gì cả. Nó sẽ làm cho những cái tà giáo nó dễ len lỏi vào thôi, và gây ra cãi nhau lộn xộn trong hội thánh mà thôi. Tiếp theo là có một điều nữa là về một Đức Chúa Trời làm ơn và giáng họa. Thì có rất nhiều người bây giờ vẫn nhầm tưởng Chúa lại giống như các ông thần, vị thần khác. Thì cái điều này về cái việc giáng họa và làm ơn thì có rất nhiều người hiểu và luôn luôn nói rằng: ô, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, Đức Chúa Trời là đấng ban phước, giàu lòng thương xót, Đức Chúa Trời là đấng làm ơn chậm giận, đầy lòng nhân từ, và Ngài đấng giúp đỡ, Ngài đấng ở cùng, Ngài đấng chăn dắt, Ngài đấng nuôi dưỡng, Ngài đấng nâng đỡ, Ngài dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, đúng không? Ngài di tiếp trợ, tất cả các thứ chúng ta học và biết về Đức Chúa Trời là đấng như vậy. Và chúng ta chỉ biết Chúa lúc nào cũng là thần tốt, tốt tốt, Ngài lúc nào cũng chúc phước, chúc phước, chúc phước, ban 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 ban, nhưng mà ta quên là Đức Chúa Trời cũng là một Đức Chúa Trời có sự nổi giận, và Ngài là Đức Chúa Trời có sự trừng phạt, Ngài là Đức Chúa Trời có sự sửa trị và có sự bẻ trách. Thế thì có một số người đã nói với mình như thế này: thế tại sao Chúa các người tốt như thế, Chúa các ông tốt như thế, mà tại sao lại vẫn để cho dịch bệnh Covid phát triển, tại sao lại có sóng thần, tại sao lại có bão gió, tại sao có người nghèo người khổ, tại sao lại có những người này bắt nạt người kia, có người này sát hại người kia, tại sao Chúa không cứu họ đi? Thực ra thì câu hỏi này thì nó sẽ rất là khó trả lời cho Lộc. Thứ nhất là Lộc sẽ nói lại một lần nữa là chúng ta sẽ không thể sử dụng cái hữu hạn của con người để giải thích cái lý do vì sao Đức Trời lại làm như vậy, tại sao Ngài lại đưa thiên tai lũ lụt bão gió đến. Thứ nhất là về cái hữu hạn chúng ta sẽ không hiểu được, và chúng ta cũng không, nên là chúng ta sẽ phải mang tính chất là chấp nhận ở đây. Thứ hai là để giải thích thì Lộc sẽ chỉ giải thích được như thế này. Chúng ta cố gắng lấy cái hữu hạn của mình để giải thích thì Lộc sẽ giải thích như thế này. Đó là Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và loài người để quản trị tất cả những loài chim trời cá biển và tất cả những gì có trên mặt đất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Thì nhưng loài người đã sa ngã và phạm tội, đã ăn trái cấm và đã bị đuổi ra khỏi cái chức vụ thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho họ ngay từ ban đầu, và chính bởi điều đó mà đất đã ca đất chính bởi điều đó mà đất đã bị rủa sả, đất đã bị rủa sả, Chúa đã rủa sả đất, rủa sả trái đất, rủa sả mặt đất luôn, rủa sả trái đất luôn, chính xác là như vậy. Thì chính bởi cái sự phạm tội của Adam và Eva và bởi cái điều đó mà Chúa đã trừng phạt thế gian, trừng phạt thế giới, trừng phạt rủa sả đất, và khiến cho loài người phải cày công khó nhọc thì mới có mà ăn. Thì chính là bởi cái điều đó mà cho đến bây giờ thế giới chúng ta không chỉ bị cái lời rủa sả đó ảnh hưởng làm cho con người phải lao động cực nhọc để có mà ăn, nên đã tác động vào cái thế giới chúng ta, khiến cho khí hậu thay đổi, đúng không? Khí hậu thay đổi, hiệu ứng nhà kính xảy ra, và hóa chất chất độc hại rồi tất cả khác đã làm cho trái đất ta bị mất cân bằng. Cộng thêm vào đó là ma quỷ Satan với cái kế hoạch của nó là cướp giết và hủy diệt, và con người đã mang một cái tính chất tội lỗi trong mình, con người lừa dối nhau, làm những điều gian ác như nhau, đúng không? Và ma quỷ đã lợi dụng cái điều đó, lợi dụng cái tội lỗi đó, và đã gây cho con người những cái tai họa mà chính ra con người có thể khắc phục được những tai họa đó, nhưng là chính ra con người lại càng cho làm tai họa nó nhiều hơn. Thực ra này, có một phần là do chính Đức Trời đã rủa sả vì tội lỗi của con người từ lúc ban đầu. Không phải Ngài muốn điều đó đâu, nhưng mà vì Ngài phải xử tội con người, và nó là sự ảnh hưởng dây chuyền. Một thực ra thì một cái tội lỗi khi ta phạm ấy, nó còn dây chuyền dây ra và lây truyền nữa, chứ không phải là như vậy. Thế là cho nên các bạn là tại sao bây giờ lại có bão lụt sóng gió mà tiêu chuẩn không cứu, bởi vì thực ra nó đã nằm trong cái kế hoạch từ lúc ban đầu mà Chúa tạo dựng nên loài người rồi. Chúa biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà tại sao Chúa lại không cứu, là vì là đất đã bị rủa sả, thứ nhất. Thứ hai là con người tội lỗi phạm tội, và chính con người đã tạo nên một cái thế giới bị biến đổi về vật lý, biến đổi về vật lý, đúng không ạ? Và ma quỷ cũng lợi dụng cái điều đó để làm
nên một cái thế giới mà chúng ta thấy đầy những sự chết chóc, cướp giết, hủy diệt, sóng gió bão tố, tất cả những điều là như bây giờ. Và đôi khi có những một số quốc gia, một số đất nước, một số các vùng miền thờ phượng và dâng tế lễ rồi làm những việc ác trước mặt Đức Trời, và chính Ngài cũng diệt nó. Và chúng ta đọc trong cái lịch sử của dân Do Thái, chúng ta biết rồi, Đức Trời cũng dùng tay dân Do Thái để chiến tranh, để giết người, và ngược lại Ngài cũng dùng các nước khác để trừng phạt người dân Do Thái nếu họ không làm đúng theo lời Ngài. Thì đấy là ba cái điều mà mình muốn chia sẻ với Đức Trời, và chúng ta sẽ không hiểu hết về Ngài được một cách rõ ràng hết cỡ được. Chúng ta sẽ không hiểu hết được đâu khi cho khi chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt. Thế còn chúng ta ở dưới đất này, chúng ta chỉ biết rằng chúng ta tin Chúa và chúng ta được cứu, và chúng ta thay đổi cuộc đời mình, sống cho đẹp ý muốn Chúa là chúng ta được cứu. Với còn những điều khác ta đừng nên quan tâm nhiều quá, và chúng ta đừng nên cãi nhau và biện luận nhiều quá. Và nếu như trong cái video này có một lời nói nào đó nhỡ không may mà Lộc nói sai, thì các bạn có thể chỉnh đốn và nói cho Lộc, nhưng mà cũng đừng tạo ra sự cãi nhau hay là tạo ra cái điều gì đó mang tính chất quá là thần học, hay là nó dễ gây hiểu nhầm, rồi là nó mang một cái giá trị lợi ích nó không phải là giá trị có lấy của sự cứu rỗi, của sự cứu chuộc, để cho các bạn được thay đổi, được tha tội, được tha thứ và được tái sinh. Đừng liên quan đến những cái liên thuyền quá nhiều nhé. Các bạn cố gắng làm sao cứu một người thêm cho Chúa. Đạo của Chúa đó là ngươi đang có tội và ngươi phải chết nơi địa ngục. Nhưng nếu ngươi tin vào sự chết thay của Chúa Jesus Christ thì ngươi sẽ được hưởng sự sống lại của Chúa Jesus Christ và sống đời đời không bị chết nơi địa ngục nữa. Đó là đạo của Chúa. Ngắn gọn như vậy thôi, và mình xin kết thúc video này đây, và hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Và chúc các bạn càng ngày càng gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và cảm nhận rõ ràng về Ngài hơn, là các bạn hiểu Ngài về lý trí. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, goodbye.